Giữa ồn ào với Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức, Quỳnh Thư đăng story ẩn ý chuyện có bồ. Những câu chuyện xoay quanh Diệp Lâm Anh, thiếu gia Nghiêm Đức và người được cho là tiểu tam Quỳnh Thư dường như chưa bao giờ hạ nhiệt trên mạng xã hội. Mới nhất, netizen lại được dịp bàn tán sôi nổi khi Quỳnh Thư đăng story ẩn ý chuyện có bồ giữa ồn ào tình ái thời gian qua. Cụ thể, đính kèm một bức ảnh cô nàng viết: "Không có bồ thì buồn, có bồ thấy phiền." Phía dưới có dòng chữ là đúng, nhưng ngầm khẳng định rằng câu nói này hoàn toàn đúng với trường hợp của bản thân mình. Lập tức, cư dân mạng chia thành hai phe. Một bên cho rằng cô nàng đang phân vân không biết có nên có bạn trai hay không. Bên còn lại nhận định rằng động thái này nhằm ẩn ý đến ồn ào tình cảm giữa cô và thiếu gia Nghiêm Đức thời gian qua. Được biết, ngay khi ồn ào nổ ra và Quỳnh Thư bị cho là người thứ ba, cô nàng đã nhận về vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng. Do đó, mọi nhất cử nhất động của Quỳnh Thư đều nằm trong tầm ngắm của netizen. Còn nhớ cách đây không lâu, câu chuyện đi hiến máu của cô nàng cũng gây bão mạng xã hội. Cho những ai chưa biết, thì vào ngày 18 tháng 7, nữ người mẫu đăng ảnh đi hiến máu nhân đạo, đồng thời lên tiếng về tin đồn sử dụng chất kích thích như sau. Máu của Thư vẫn hiến đều đặn quanh năm và mỗi năm, sau đó được bệnh viện test kỹ như thế nào rồi mới trao cho bệnh nhân và gửi thư cảm ơn như thế này không. Mà không hiểu sao vẫn bị có người dựng chuyện cho icon không rõ tên ai là ai, song tố là gì đó, chung với ai đó, nhằm leo lái dư luận để đạt mục đích cho lợi ích cá nhân. Và đương nhiên, mạng xã hội tiếp tục bàn luận vô cùng sôi nổi. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về câu chuyện này? Và story mới nhất của Quỳnh Thư các bạn thấy sao? Hãy chia sẻ để Ibis được biết với nhé!